Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nên việc các chính khách tài năng say mềm mỹ nữ là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, việc đam mê sắc dục đến mức không kiểm soát được bản thân đã khiến cho nhiều chính khách phải chịu những kết cục cay đắng nhất, đánh mất tất cả, từ sự nghiệp, danh vọng, tiền tài đến gia đình, bạn bè và thậm chí là cả mạng sống. Đau đớn hơn, họ lại bị chính những người tình một thời phũ phàng quay lưng. Để biết những người này là ai, xin mời các bạn đến với video điểm danh những quan chức thanh bại danh liệt vì gái. 1. Nguyễn Trường Tô, nguyên chủ tịch tỉnh Hà Giang. Ông sinh ngày 28 tháng 6 năm 1953 là cựu đảng viên, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Ông được dư luận biết đến nhiều nhất qua vụ án mùa X nữ sinh dưới 18 tuổi. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định cách chức các chức vụ của ông trong đảng. Sự kiện bắt đầu từ vào tháng 1 năm 2006, khi công an thị xã Hà Giang bắt được một gái gọi có giữ trong điện thoại một số hình ảnh được cho là của ông Tô trong tư thế không quần áo, do cô ta chụp lại bằng điện thoại di động sau khi hai người đã quan hệ cuối năm 2005. Ngoài việc mua bán X tại Hà Giang, khi đi họp, đi công tác tại Hà Nội, Nguyễn Trường Tô còn đưa cô gái này xuống Hà Nội để thỏa thú vui. Đến cuối năm 2009, vụ án bắt đầu với sự bắt giam ông Sầm Đức Sương, khi đó là hiệu trưởng Trung học Phổ thông Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, đã tổ chức đường dây nữ sinh trường này phục vụ nhiều người trong đó có ông Tô. Tuy nhiên, sau đó cơ quan tố tụng Hà Giang cho rằng không đủ cơ sở để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự những người này về hành vi hấp diêm người chưa thành niên. Theo đó, ngày 5 tháng 7 năm 2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo về nội dung kỳ họp thứ 32, đề nghị cách chức các chức vụ bên Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Trường Tô vì lý do sống buông thả, sinh hoạt không lành mạnh, gây bất bình trong đảng và xã hội. Ngày 21 tháng 7 năm 2010, ông bị đình chỉ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Ngày 25 tháng 7 năm 2010, ông bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 28 tháng 7 năm 2010, ông bị bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Sau khi bị cách chức, ông sống trong khu trang trại sinh thái ở Hà Giang. 2. Lê Hùng Sơn, nguyên bí thư Cô Tô, bị tố cưỡng hiếp cấp dưới. Tối ngày 10 tháng 11, công an huyện Cô Tô nhận được đơn trình báo về việc ông Lê Hùng Sơn có hành vi hấp diêm chị Hát tại khách sạn. Thời điểm bị tố giác, ông Lê Hùng Sơn đang là tỉnh ủy viên, đảng viên thuộc diện quản lý của tỉnh ủy Quảng Ninh. Trước đó, ngày 12 tháng 11, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, xem xét kỷ luật do có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ngày 15 tháng 12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Hùng Sơn. Theo Ban Bí thư, ông Sơn thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. Những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Sơn. 3. Nguyễn Bá Cảnh, phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Ban Bí thư đã kỷ luật tất cả các chức vụ trong đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ các cương vị thành ủy viên, bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp. Việc này vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống, vi phạm luật hôn nhân gia đình và quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Bá Cảnh đã nhận thức rõ sai lầm, khuyết điểm của bản thân và nhận hình thức kỷ luật. Các cơ quan chức năng xem xét tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Bá Cảnh là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan công tác và cá nhân, cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng. 4. Châu Vân Mỹ, cựu phó chánh án Bạc Liêu. Theo cáo trạng, ông Mỹ được phân công là thành viên hội đồng xét xử phúc thẩm trong vụ án trộm cắp tài sản mà bị cáo Như ở thành phố Bạc Liêu được tại ngoại và kháng cáo, cho rằng cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 tháng tù giam là quá nặng. Chiều ngày 29 tháng 8 năm 2022, qua giới thiệu từ một người quen của bị cáo, Mỹ gặp Như tại quán cà phê ở thành phố Bạc Liêu. Người phụ nữ trình bày đang có con nhỏ nên nhờ phó chánh án giúp cho hưởng án treo. Mỹ nói khi hồ sơ vụ án chuyển sang tòa sẽ trả lời sau. Tối cùng ngày, Mỹ gọi điện cho Như hẹn gặp trao đổi và yêu cầu đưa 50 triệu. Chị này nói hoàn cảnh khó khăn, có gần 23 triệu đồng đang bị tạm giữ trong vụ án. Phó chánh án hứa sẽ giúp, nhưng phải làm theo yêu cầu của ông ta. Ông Mỹ chở người phụ nữ đến nhà nghỉ yêu cầu cho quan hệ. Do lo sợ phải đi tù không có người trông con nên người phụ nữ miễn cưỡng đồng ý. Cáo trạng nêu rõ, phó chánh án sau đó nhiều lần lấy lý do trao đổi vụ án, đã hẹn gặp bị cáo nhưng để đưa vào khách sạn yêu cầu cho tâm sự. Ông còn tăng tiền chạy án lên 100 triệu đồng. Ngày 4 tháng 11 năm 2022, Như chuẩn bị được 80 triệu đồng hẹn gặp đưa tiền cho Mỹ và từ chối đi khách sạn.
Hôm sau phó chánh án tiếp tục gọi điện cho Như, nói đã xin đường lối xét xử và yêu cầu chị ấy đưa 20 triệu đồng còn lại. Do chưa có tiền, bị cáo hẹn đưa sau phiên xử. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, ông Mỹ là thành viên hội đồng xét xử phúc thẩm, tuyên bị cáo Như 6 tháng tù treo. 3 ngày sau, Mỹ hẹn gặp chị này đến khách sạn để quan hệ và nhận số tiền còn lại thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang. 5. Trưởng phòng nội vụ đưa vợ người khác vào nhà nghỉ. Ngày 30 tháng 4 năm 2015, ông Nguyễn Quốc Giã, trưởng phòng nội vụ huyện Ngọc Hiền, để vợ con ở quê nhà và nói đi công tác. Sau đó, ông Giã chở bà Ca đã có chồng con sinh sống tại thành phố Cà Mau vào một nhà trọ ở xã Minh Lương, huyện An Minh, Kiên Giang. Phát hiện sự việc, em chồng bà Ca báo công an xã Minh Lương kiểm tra hành chính nhà trọ và lập biên bản ông Giã ở chung phòng với vợ người khác. Sau đó, chồng bà Ca làm đơn tố cáo hành vi của ông Giã với các cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiền. Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau thống nhất đề nghị tỉnh ủy huyện Cà Mau kỷ luật cách chức huyện ủy viên đối với ông Nguyễn Quốc Giã, trưởng phòng nội vụ huyện Ngọc Hiền. Huyện ủy cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện này cách chức ông Giã về mặt chính quyền. 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vào nhà nghỉ với nhân viên cấp dưới. Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2015, chồng của cô N sinh năm 1983 trú tại xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh, nhân viên tạp vụ xã, đã bắt quả tang ông Dương Quốc Chí, chủ tịch xã Thạch Đồng, đang có những hành vi không đúng mực với cô N ở trong một phòng khách sạn nên đã làm đơn tố cáo. Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, chiều ngày 18 tháng 6 năm 2015, ông Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, đã ký quyết định tạm dừng điều hành công việc đối với ông Dương Công Chí, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Đồng, để giải trình đơn thư của người dân. Còn cô N ngay sau đó cũng đã viết đơn xin nghỉ việc gửi lên Ủy ban nhân dân xã Thạch Đồng. 7. Phó tổng cha Seco xin từ chức vì ngoại tình. Năm 2007, ông Nguyễn Thành Cao Huy, phó tổng giám đốc công ty vận tải Hà Nội cha Seco, đã xin từ chức do quan hệ bất chính và có con riêng với một cô gái ở Thái Nguyên. Điều đặc biệt, chuyện bồ bịch trăng hoa của phó tổng giám đốc cha Seco lại do chính vợ của ông này làm đơn tố cáo phanh phui. Cụ thể, vào tháng 7 năm 2006, bà Trần Thị Kim Phượng sinh năm 1957, vợ ông Huy, liên tục bị cô bồ nhí của chồng sinh năm 1980 làm nghề tiếp viên gọi vào điện thoại đe dọa và tỏ thái độ ghen ngược. Ngoài ra, ông Huy từng lừa bà Phượng vay 200 triệu đồng và cầm cố căn nhà 4 tầng tại đường Láng, Hà Nội để lấy 800 triệu đồng nuôi vợ bé. Việc lập phòng nhì bị vỡ lở nên tháng 3 năm 2007, ông Cao Huy đã phải gửi đơn xin từ chức phó tổng giám đốc và miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.